Chào bà con nhá. Bà con có biết đây là cây gì không ạ? Đây là cây rẻ quạt thì bà con ạ. Quá đẹp luôn. Cái cây rẻ quạt thì học cổ truyền người ta còn gọi là cây xạ can bà con ạ. Cây xạ can ạ. Cây này thường là dùng để chữa viêm họng này, sưng đau họng này, chữa ho nhiều đờm, viêm amidan, viêm tai giữa bà con nhé. Nói chung là những cái bệnh về tai mũi họng là chữa được bằng cây này bà con nhé. Cây này thì có cái vị đắng lạnh, do đó là có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, tiêu đờm, dùng để chữa ho nhé, chữa ho, chữa viêm họng, đặc biệt là chữa viêm họng hạ bà con nhé. Bà con nhớ nhé, đây là cây này nó có tác dụng chữa viêm họng, chữa ho, chữa viêm họng hạ bà con nhé. Cây rải quạt đó bà con ạ. Cây này thường thì là mọc hoang và được trồng nhiều nơi để làm thuốc đó, và làm siro ho bà con ạ. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách để sử dụng cái cây này để trị ho bà con nhé. Có tới 3 cách liền để sử dụng cây xạ can này trong việc trị ho, trị viêm họng mãn tính cũng như là viêm họng hạt cho bà con ạ. Cái bệnh viêm họng hạt thì ho nhiều lắm và rát họng lắm bà con nhé. Cứ trái nắng từ rời là đau ấy, là ho đó. Bà con chú ý lắng nghe nhé. Mà bà con nào chưa đăng ký kênh thì xin đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Cách thứ nhất bà con nhé, để chữa ho mãn tính á, viêm họng hạt đấy thì bà con dùng một nắm lá cây xạ can bà con ạ, một nắm cây, nắm lá tươi bà con nhé. Bà con giã nát ra, có thể thêm sau đó thêm vào đó là 150ml nước bà con ạ, 150ml nước bà con giã nát, có thể dùng máy xay sinh tố cho cả nước và xay bà con nhé. Thì sau đó bà con lọc cái nước thôi, bà con bỏ cái bã đi nhé, lọc nước và bà con bỏ bã đi bà con ạ. Bà con thêm vào đó chút muối hoặc một chút đường để cho dễ uống, uống luôn cái nước này bà con ạ. Nó hơi đắng đắng bà con nhá, hơi đắng đắng nhưng mà nó thanh dễ uống thôi chứ nó không nỗi khó uống đâu bà con ạ. Thì mình thêm một đường muối và càng dễ uống hơn. Thì bà con sẽ phải uống cái này trong vòng 3 đến 5 ngày bà con nhá, để trị viêm họng lại, trị ho lại kéo dài đấy. Thì 3 5 ngày là nó có thể khỏi đối với những bệnh nhẹ bà con ạ. Còn nếu mà bị viêm họng hạt hay viêm họng mãn tính lâu ngày thì bà con phải duy trì một thời gian, thường là khoảng 10 đến 15 ngày thì các triệu chứng nó thuyên giảm dần cũng như là chữa được khỏi bà con nhé. Bà con cố gắng duy trì nhé. Đây là cách thứ nhất để tôi giới thiệu bà con là chữa cái viêm họng hạt ấy, cũng là viêm họng mãn tính ấy, mà sử dụng cái lá cái xạ can ấy. Đây là cách thứ nhất bà con nhé. Đó là mình xay cái lá một nắm này, thêm 150ml nước nhé. Sau đó mình lọc mình bỏ bã đi, mình lấy nước để mình uống bà con nhé. Uống hàng ngày đấy, uống thường buổi sáng buổi tối thì tốt nhất bà con ạ, thì để chữa cái viêm họng nhé. Cái cách thứ hai tôi giới thiệu bà con hôm nay là cái cách mình sẽ sử dụng cái củ cây xạ can này bà con ạ. Cái củ của nó ấy, cái đào cái củ của nó lên là dưới gốc nó có củ bà con ạ. Củ nó thì nó giống như củ gừng ấy, nhưng nó khô hơn chút bà con nhé. Thì cái cách này thì bà con lấy khoảng một lạng, khoảng một lạng 50g là một lạng bà con ạ, một lạng mới đủ. Một lạng củ bà con nhé, củ tươi đó bà con. Lấy củ tươi bà con rửa sạch đi nhá, rửa sạch đi, cho con bà con bổ đôi nó ra, sau bà con kẹp một chút muối vào giữa nhá, vào chính giữa của nó nhá, cho bà con nấm nướng chín lên. Tiếc quá là đây tôi đang ở đây là cái trạm xá, cái cây này tôi không có để mua để cho bà con xem, cái cây này họ trồng để làm thuốc nam mà trạm xá ở trạm y tế phường đấy, nên không để mua cho bà con xem đâu. Thì bà con bổ đôi cái củ ra xong, bà con để muối vào giữa và nướng lên bà con ạ. Từng củ một bà con nướng lên, nướng để có thể là dùng kẹp nướng nhá. Nướng lên, sau đó bà con nướng chín, xong bà con chín khô xe bà con nhá. Thì bà con sau đó cho vào trong cái hũ thủy tinh bà con ạ. Sau để nguội bà con có hũ thủy tinh thì cái này mình dùng liên tục bà con ạ. Thì mỗi lần thì bà con thái cái lát ra nhá. Bà con thái lát ra để ngậm. Thường là 2-3 lát ấy, lát giống lát gừng bà con nhé. Thì bà thái là để ngậm để trị ho bà con ạ. Vừa trị ho vừa trị viêm hạt, trị cả viêm họng hạt bà con nhé. Thì cái này ngậm nó liên tục và thường xuyên bà con ạ. Phương pháp này tương đối tốt là bà con dùng liên tục được. Và không cần phải cách nhách cái việc xay gì đó, bà con chỉ làm một lần thôi, dùng một lạng gừng thì bà con có thể ngậm được tháng bà con ạ. Lâu hơn ấy cũng có thể. Thì bà con phải nhai dần những cái gừng đó, cái miếng đó. Thì bà con nhai nhé, nhai xong bà con nuốt cả bã cũng tốt bà con ạ. Cái đây là cách thứ hai tôi giới thiệu bà con là sử dụng cái củ cây rải quạt bà con ạ.
củ cây giải quạt này để chữa viêm họng, viêm họng hạp bà con nhé. Thì bà con cố gắng là tự tự làm nhé. Thường thì mình có thể lấy củ tươi, thường đi cái này đi kiếm, thường nó mọc hoa mà không kiếm được ngay thì lấy củ tươi, bà con đào củ tươi về nhé. Bà con kẹp muối rồi nướng nhá, nướng và để trong hũ dùng dần bà con nhé. Nên cách thứ hai là giới thiệu bà con. Cách thứ ba thì là mình cũng sử dụng cái củ cây sả can bà con ạ để trị ho, trị viêm họng. Nhưng lần này thì mình sẽ không cần phải kẹp muối, thì thường cái củ này thì là bà con lấy về phơi khô bà con nhé, phơi khô sau đó bà con có thể ngâm nước vào gạo tùy bà con này. Nếu mà sạch thì rửa sạch thì phải ngâm nước vào gạo nhé. Thì bà con có thể mua những hiệu thuốc bắc ấy, từ hàng khô là người ta chế rồi đấy. Thì bà con lấy 7 đến 12 gram củ này, 72 gram củ khô rồi bà con ạ. Thì bà con mỗi ngày thì bà con sắc nước để uống, bà con đã sắc kỹ đó, sắc kỹ nước để uống nha. Sắc kỹ nước thì thường mình cho khoảng độ nửa lít nước, bà con sắc còn 200ml, 150-200ml nước bà con uống nhá, uống ngày 2-3 lần bà con ạ. Cái này khô sắc thì nó hơi phức tạp một tí. Cho nên là tôi có đề xuất bà con sử dụng cách thứ hai. Thứ nhất là mình chế là mình để trong hũ ấy, mình dùng hàng ngày là tốt nhất bà con ạ. Thì cái này cũng chữa được ho, cũng khá là hiệu quả. Thì bà con thử có thể làm một trong ba cách trên để chữa ho, chữa viêm họng hạp bà con nhé. Sả can, cái tên khoa học của cây là Balem canan chinensis, nó thuộc họ Ladon iridaceae bà con ạ. Cây này phân bố nhiều Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines. Nước ta nó thường mọc hoang và được trồng làm thuốc ở một số nơi, thường thu hái quanh năm. Thân rễ thì nó có đốt ngắn màu nâu, ruột nó trắng và thơm cứng bà con ạ. Có thể dùng tươi nhá, hoặc rửa sạch giã với ít muối bà con ạ, rửa sạch phơi khô hoặc sấy khô. Khi dùng thì ngâm với nước vo gạo 1 đến 2 ngày cho nó mềm ra, rồi thái mỏng, phơi khô và dùng dần bà con ạ. Sả can này nó còn một số cái tác dụng khác như là chữa sưng vú này, tắc tia sữa này, đại tiện không thông, đau bụng kinh bà con ạ. Bên cạnh đó thì nếu mà dùng ngoài thì nó có trị những cái bong gân xương khớp, đau xương bà con nhé. Rễ của nó hay là thân lá của nó thì nếu mà ăn vào đường tiêu hóa thì nó có tác dụng nhuận tràng bà con ạ. Cây giải quạt này thì thường nó được trồng làm thuốc và để làm cảnh. Cái thành phần hóa học nó chứa glucosid, belabilin, sacarin. Đấy là những cái lưu ý trong việc trong đông dược thì sử dụng cái cây sả can đấy bà con ạ. Bà con lưu ý nhé. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn bà con ba cách để sử dụng cái cây sả can này trong việc trị ho, trị viêm họng hạp mãn tính nhé. Trong ba cách này thì bà con dùng một trong ba cách là đều có tác dụng rất tốt nhé. Thì mỗi cách nó có ưu nhược điểm riêng của nó. Cách đơn giản nhất thì bà con sử dụng cách thứ hai, lấy củ cây sả can thì bà con nướng với muối rồi dùng dần là tiện nhất. Còn nếu không thì bà con lấy cái lá của nó xay nước nhé bà con nhé, thì hơi cách nhanh một chút. Còn đến việc sắc cái củ cây sả can này thì cũng tương đối tốt bà con ạ, sắc tương đối tốt nhé. Nếu mà mình có dùng nhưng mà cái sắc thì nó lâu hơn bà con, nó sắc thuốc nó lâu, 3 chén hoặc 1 chén nó lâu hơn thì nếu bà con kỳ công thì cái hiệu quả nó cũng tốt. Chương trình của tôi thì hôm nay xin đến đây là hết bà con ạ. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con nhé. Bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Nếu mà bà con ai có cái bệnh gì cần để tìm hiểu để chữa ấy, thì bà con có thể để lại lời nhắn chúng tôi sẽ tìm hiểu để hướng dẫn bà con nó cụ thể hơn bà con nhé. Nhưng này của chúng tôi thì chủ yếu mong muốn để phổ biến những kiến thức của bà con về cái sử dụng cái thuốc thảo dược cho việc phòng và chữa những bệnh thường gặp để nâng cao sức khỏe cộng đồng bà con ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luận giải những cái góc độ y học hiện đại như y học cổ truyền về việc sử dụng những cái cây thuốc này, những thảo dược này trong việc điều trị cái bệnh đó. Đấy, nó có cái nguyên tắc gì, nó có những cái gì cần để phòng tránh thì bà con để xử lý. Một lần nữa xin cảm ơn bà con nhé. Xin hẹn gặp lại bà con trong những chương trình tiếp theo.